Chào cả nhà. Sáng giờ đi bán bánh mì mệt rồi. Đi bán bánh mì mà cứ trông bán hết nhanh để được về đập cái hộp này. Đây là AirPods thế hệ 2019 vừa ra mắt hồi tháng 3 2019 là cách đây 1 tháng. Bây giờ đã nằm trong tay mình rồi nha. Đây là quà của mẹ. Bây giờ chúng ta cùng đập cái hộp này ra lưỡi lam. Quá đẹp. Đây là sách hướng dẫn Design by Apple in California. Mà xem AirPods giấy hướng dẫn. Mình chưa sử dụng cái này lần nào hết, bởi vì tới bây giờ thì đây chỉ là phiên bản thứ hai thôi. Phiên bản thứ nhất thì mình không có mua, tại vì mình cũng tính mua nhưng mà mình biết là nó gần về tới đây ở phiên bản 2019 rồi, cho nên mình chờ cái này ra mình xài luôn. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng chẳng cần phải hướng dẫn. Đây đây là nguyên một cái đựng cái tai nghe đó, cũng là sạc luôn. Quá đẹp. Hình như ở đây là cái đèn led để hiển thị đèn báo sạc, báo pin gì đó. Trong đây là một cái sợi dây sạc vậy thôi. Cổng lighting, cổng dây này chắc cũng được mét rưỡi. Rồi vậy thôi, cái hộp vậy thôi. Thì để xem bên trong của nó. Đây. Một cặp tai nghe. Một cái. Hai cái. Thằng con trai mình nó đang ghiền muốn xỉu rồi kìa. Nó thấy mở này ra nó thèm, nó muốn xỉu rồi. Nhưng mà cái này quà tặng cho bố chứ không phải quà tặng cho cháu nội. Thì bỏ vào đây sạc. Ô, mới mở là có đèn rồi nè. Đèn nó nhấp nháy nhấp nháy. Ở dưới đây là đốt đấm sạc, chắc trong đây nó còn lượng pin. Rồi bây giờ thử kết nối coi như thế nào nha. Kết nối cái này theo mình nghĩ là iPhone phải mở Bluetooth lên. Đây, mở Bluetooth lên thì lập tức là thấy ngay cái thiết bị AirPods trong đây, bấm vào đây để kết nối. Rồi, đã kết nối rất là nhanh. Sao anh đừng có đụng đó. Rồi bây giờ mở nhạc nghe thử. Đầu tay này là tay phải đeo lên. Tay này là tay. Ồ, có nhạc luôn hả? Chưa, chưa mở mà. Nghe cái tăng cái nó báo hiệu gì đó. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nhạc nghe. Thank you.
lấy một bên ra thì bên đây vẫn hát, lấy bên đây ra luôn, không biết nó tắt chưa, bên đây vẫn còn. Vẫn còn. Bỏ vào đây. Đóng lại. Rồi. Cái này hình như là mua tại Canada. Giá của nó là 160k. Tính luôn thuế nó khoảng đâu 180, 190 gì đó. Quy ra tiền Việt mình nó khoảng 3 triệu 6, nói chung là vậy, tầm đó thôi. À, nhưng mà hàng xách tay về Việt Nam thì hiện tại có cửa hàng cũng đã có cái sản phẩm này rồi và họ đang bán ở cái giá 4 triệu 9. Biết sao ha? Cái này thì thế hệ 2019 nó có những cái cải tiến cũng khá là lớn, đặc biệt là cải tiến phần cứng, là cái con chip ở trong cái tai nghe này đã được cải tiến thành con chip H1. Với con chip đó thì làm cho ta kết nối với điện thoại rất nhanh. Rõ ràng nãy tôi chỉ cần lấy ra mở iPhone phần Bluetooth là thấy ngay. Kết nối rất nhanh và nhạc nó xuyên qua cũng nhanh. Cái độ trễ khi mà mình chơi game á thì nó nhanh hơn cái đời cũ 30%. Chưa cái test thì cái thông tin của nó là như vậy. Còn nghe nhạc liên tục thì chúng ta nghe được 5 giờ. Gọi điện thoại, nghe và nói, đàm thoại đó liên tục thì trong 3 giờ. Còn khi mà hết rồi, chúng ta cứ bỏ vào đây. Để chi? Để nó tự động sạc. Và gắn như đây có chức năng sạc nhanh. Trong vòng 15 phút lấy ra chúng ta lại xài thêm được 3 giờ. Và cứ sau 3 giờ hết rồi chúng ta lại bỏ vào đây. Sạc thêm 15 phút nữa lấy ra nghe lại được 3 giờ nữa. Nói chung khi mà lấy ra bỏ vào để sạc và xài thì để mà hết luôn cái nguồn năng lượng trong cái hộp sạc này nó là 24 giờ để chúng ta xài, sạc đi sạc lại khoảng 4 5 lần gì đó nói chung. Và chúng ta xài liên tục được 24 giờ thì bắt đầu mới gắn cái dây này vào và gắn vào sạc. Cũng khá là lâu ha. Rồi nó có đi kèm với lại một cái đế sạc không dây. Đế sạc không dây thì nó giống như cái hộp vậy nè. Rồi bắt đầu gắn cái cáp sạc này vào cái đế này rồi gắn vào cục sạc. Không dây có nghĩa là cái hộp này đặt lên đây cái là nó sạc chứ không phải gắn dây vào đây. Nhưng mà mình thấy như vậy quá là phiền. Cảm thấy là nó không có cái gì tiện lợi cả. Cuối cùng cũng phải xài dây. Mặc dù không dây nhưng mà mình đâu có đem đi được, mình phải để lên đây hoài. Khi nào sạc đầy mình mới lấy ra, còn đang sạc mình lấy ra coi như nó ngắt sạc. Cuối cùng cái không dây nó tôi thấy nó chẳng có chức năng gì hết, dường như cái công nghệ sạc không dây bây giờ chỉ đang là biểu diễn thôi chứ chẳng có gọi là công nghệ mà tiện dụng là khi nào. Ở đây nè, ở trong đây tôi gắn cái hộp sạc này vào vào nguồn điện, tôi bỏ này vào túi nè, tôi đi loanh quanh trong nhà mà nó vẫn sạc được thì lúc đó cái công nghệ sạc không dây mới được tính là công nghệ hay. Còn bây giờ chưa thấy dễ cho nên khỏi mua, cứ vậy gắn dây vô sạc vậy ha. Rồi đây là AirPods, sáng nay tôi có nhờ vợ tôi mua giùm cái khay silicon, tôi thấy nó khá dễ thương cho nên là tôi mua sẵn rồi đây. Bây giờ tôi bỏ vào đây. Màu cam. Tôi thích cái màu nào sáng sáng hả? 70 ngàn. Có cái móc. Móc vào đây. Đeo vào túi quần. Nó có cái khay da nữa. Nhưng mà để tôi xem cái khay da như thế nào. Tại vì sáng này lo đi bán bánh mì. Đâu có thời gian đâu mà mua cái này cho nên nhờ. Đó, ok.
rất là ngộ nghĩnh dễ thương, màu cam bỏ vào đây. Đó, bây giờ là không sợ chày gì hết nha, không sợ chày gì hết, dắt vào lưng quần, ok, bye bye.